Rồi hôm nay thì hướng dẫn tụi con làm một cái gọi là cái banner nha con. Banner này chắc chạy trên web cho nhẹ nha. Thì tụi con cũng tự do sáng tạo thôi ha. Cũng tôn trọng sự sáng tạo của con, nhưng mà về cơ bản là con phải làm như sao. Bây giờ tôi định kích thước nha, trở lại Photoshop đi con nha. Thì thầy trò mình sẽ vào file chọn new, con mở thành một cái file mới đúng không? Thì banner thì con có thể chọn cái lĩnh vực gọi là web ha, thì nó gợi ý cho con một số cái mẫu, một số cái kích thước. Nhưng ở đây mình tự làm ha, con chọn cho thầy kích thước 960 nha. 960 nó chuẩn ha. Chiều cao 320 nha. 340 cũng được, nhưng mà nó vậy là nó chiếm một cái diện tích khá lớn rồi đó, để cho tụi con dễ làm, chứ cái banner nhỏ quá con làm không nổi đúng không? 960 320 cho cả nhà mình dễ làm ha. Tức là nó một chiếm một cái phần trên web đó, nó làm khúc trên đó đúng chưa? Rồi. Xong chưa, tới đây hiểu ha. Con nhớ là thầy nhắc lại cái đơn vị nào muốn coi lại đây, kích thước con vừa làm thì con vào email chọn email size. Được chưa? 960 320 con về coi video cho kỹ nha. Nhưng mà con phải chọn đơn vị là gì con? Pixel, bởi vì cái banner này chạy trên internet đúng không? Nhưng mà đó nó chạy từ nét trên độ phân giải nó chỉ có nhiêu thôi. BM2 cái này thì dạy rất kỹ bài trước rồi đúng không? Hiểu không ta? Nó tóm lại vào file chọn new chọn 96 320 đơn vị pixel bộ giải BM2. Nhớ chưa? Xong một bước. Đúng không? Bước này làm được không? Được đúng không? Nếu sai kích thước là bị trừ mấy điểm? Ít nhất là trừ 3 điểm, bởi vì cái kích thước mà sai là có up được cái này lên trên web cho tao không? Lên nó cũng bể tùm lum mà, hiểu không? Lên nó nhìn nó kỳ lắm rồi. Đúng không? Banh lên trang web người ta làm sao đúng chưa? Nên kích thước rất là quan trọng, giống mua đôi dép đôi giày á, đôi dép không sai không mang được, không không mang được đâu phải không, mang nó không có hay. Rồi tiếp tục, bây giờ quay lại với cái mẫu luôn ha. Đây cái mẫu thì bạn thích là mẫu này, thì để làm được chuyện đó đơn giản thì đầu tiên con lấy miếng gỗ về. Tụi con có thể sáng tạo làm khác cũng được ha, tại con thấy tại sao lấy gỗ, bây giờ con nhìn cái mẫu nè, thì nhớ tình nó táp chuyển qua nha đúng không, đây là cái mẫu đúng không, hiểu không con? Tuy nhiên để cho bớt nhấn qua nhấn lại con nhức đầu thì thầy sẽ làm như sau. Thầy xin cái gì chào vậy, các bạn hôm nay. cái gì vậy? À, đây là một cái banner mà có một ai đó đang hướng dẫn đúng không con, copy đúng không chưa? Thầy copy cái hình đó về Ctrl N, mở một cái file mới lên, ok rồi dán vô cái này mình học rồi đúng không con, đúng không con? À đúng rồi. Bây giờ mình trở lại với cái banner này, cái banner đó có ai hướng dẫn rồi đó con, có vô coi cũng cũng là một cái cách học nha, không có cấm cản gì hết, con cứ việc coi và làm thoải mái. Thì đây chúng ta cần miếng gỗ đúng không, đúng không? Thì chúng ta lên mạng lấy thôi. Đây mời tụi con, thì con đánh cái thầy miếng gỗ gọi là wood đúng không nè, wood đúng không, wood texture ha. Rồi thì ở đây chúng ta cần gỗ gì tùy, đứa thì nó thích loại này, đứa thích loại kia ha. Đây chúng ta cần lấy màu sậm thì phải lấy cái này chẳng hạn nha, hoặc là cái này chẳng hạn ha. Ok copy, anh ta nó tab chuyển về Photoshop dán vô Ctrl V, nhưng mà mình dán lộn rồi, dán qua đây nè. Nếu như con muốn xé ra thì con nhấn Ctrl T kéo bự ra đúng không, Ctrl T nè, con nắm kéo bự ra là nó xé ra đúng không. Nhưng trong trường hợp này thì nhấn kép hủy nha, Ctrl T, không nhấn Ctrl T thì con giữ internet copy, con hiểu không? Trên máy tính nó có phím internet, con giữ internet con copy thì con được miếng nữa, hai miếng này nó sẽ lấp đầy, rất hiểu không ta? Khỏi phải kéo nó bể hình hết ha. Còn cái chỗ này nó có một cái ngấn như vậy thì có cách để làm ha, con nhấn Ctrl T đi ha, con lít phải con lật ngược lại, ở đây nó có lật ngược lại, lật thì nó gọi là lật 180, lật ngang lật dọc, là trong trường hợp mình chọn lật dọc là hơi do lật ngang hoặc thì không lật dọc, thì cái lậu này nó sẽ úp ngược qua đây thì con thấy nó sẽ như vậy, hoặc là con ghép lên vậy cũng được, không ai biết, để đè lên đây luôn à, hiểu không? Đó thì người ta nhìn cái ngấn này người ta không có biết đúng không? Thì cái đó là cách khéo léo sắp xếp của mọi người thôi ha, muốn làm gì làm, miễn là nhìn vô bài đẹp thôi nha. Xong bây giờ cái bài này cần đưa một cái logo vô đúng không con, về 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 cách thức là đưa cái logo vô để đây chẳng hạn, thì chúng ta làm như sao? Thì đây là cách thức thôi, ai con có thể làm khác đi cũng được nha. Thì ở đây chúng ta đánh cái logo, nhưng mà logo gì chúng ta đang làm về thương hiệu đồ ăn cho ai thì đánh cái đó đúng không, logo food thì thầy lấy đỡ thôi, thầy thì không có rành ăn uống lắm cho nên là thầy đánh như thế này ha, lấy đại một cái logo đúng không, thì con thích cái nào lấy cái đó nha, lấy đại một cái logo food đúng không, ví dụ không, ví dụ cái nào đầu tiên luôn hả? Ok rồi, lít phải copy hình này nha theo yêu cầu của một bạn đúng không,
thì nhấn Ctrl V dán thẳng cái bài của mình luôn, đúng chưa? Lúc này chúng ta nhấn Ctrl T cho nó nhỏ bớt đi con. Chúng ta sẽ xử lý cái màu trắng đúng không, bằng cách là Photoshop này cho nó bị khuất hôm nay là nó kéo ra đúng không đó. Thì chúng ta lấy cái đũa thần nha con, Magic nè, lít cho màu trắng là nhấn Delete đi ha. Tạm thời chấp nhận cái kết quả này ha, Delete bỏ chọn đúng không, để chúng ta để cái logo đây nha con, đẹp đúng chưa? Rồi và bên phải chúng ta sẽ đánh một cái thông tin vô, không theo bố cục chúng ta đánh cái thông tin vô, nhưng mà trước khi làm cái đó thì thầy sẽ làm bên trái trước nha. Rồi cái chữ này dễ là chúng ta đánh ha, khai trương nhà hàng nếu cần thì đánh trước cũng được ha. Rồi đánh là đánh nè, khai trương nhà hàng. Rồi thì nhấn Ctrl A chọn hết và lít vô đây nè, ta cho cái màu dĩ nhiên là màu trắng nó mới sáng sủa lên đúng không con, nhớ chọn cái phông đẹp ha. Thì chút xíu nữa thầy hướng dẫn tụi con một cái cách cài phông vô. Thì đây thì hướng dẫn sơ nè, thì theo thầy thì mình không có thời gian nhiều phải không, mình lên YouTube ha, con gõ cách cách cài phông ha, cách cài đặt phông UTM, tức là con phải có phông nó mới đẹp đúng không. Thì trong đây người ta hướng dẫn nè, cách download và cài đặt có mấy bước là xong mà, hiểu không con? Con có tự làm được không, có tự coi được không, được hiểu không? Rồi, con vô đó con coi ha. Thì đầu tiên nó download về, nó vô trang download về ha, rồi nó vô OC nó chép vô xong nè, nhìn nè, video tiếp theo hôm nay hầu như các nét đậm nét mờ. Rồi con coi nha, rồi con cài vô nha. Đó này là nó lạc đề rồi, thì trở lại vấn đề của mình nha, hiểu chưa? Rồi vậy là cái chuyện phong thì con sẽ ra gì lại đây đúng không. Thì cái chuyện phong chữ đẹp thì con phải cài vô nó mới có nha con, hiểu không con? Trời, cái phong chữ theo con nghĩ phong chữ quan trọng không con? Rất quan trọng chứ không phải quan trọng mà rất quan trọng. Nên con phải cài vô thì mới có được cái phông đẹp đúng không? Ví dụ thấy chữ giảm 20% nó dày nó vậy, nhưng mà nếu con không cài phông thì nó không có đâu, rồi nó không có vừa ý con đâu ha. Giảm nè 25%. Ví dụ vậy ha. Rồi. Thì mấy đứa coi nè, thầy nhấn Ctrl A rồi quét khói. Và ở đây thầy sẽ đi kiếm một cái phông UTM đúng không? Thầy kiếm cái phông mạnh là Impact nè. Thì con thấy rõ ràng cái phông Impact nó rất là mạnh đúng không? À. Thầy cần thưa ra xíu nha, thầy lấy chữ T quét khói, lấy một chữ T nè, thầy quét khói xong thầy lít vô, thầy nhấn Ctrl T nha con, quét khói xong mới nhấn Ctrl T thì nó ra hiện ra cửa sổ này nè. Còn nếu con quét khói con đứng ngoài đây nhấn Ctrl T thì nó ra bốn lúc xung quanh đúng không, hiểu không ta? Hai vấn đề khác nhau nha, con chọn chữ T nè, rồi con quét khói xong bậy rồi, quét khói xong đúng không, con nhấn Ctrl T thì nó ra cửa sổ này. Mấy đứa nhớ thầy dặn không? Cũng có Ctrl T nhưng mà nó khác à, đúng chưa nha. Rồi nó về coi kỹ lại Ctrl T. Rồi để chi vô đây, để chi con nhìn nè, cái chữ giảm 25% nó có vẻ chật hẹp quá thấy không? Thì thầy mới vô đây để thầy về coi giãn nó ra là thì tăng nó lên 200%. Con muốn nửa cũng được, con gõ vô ha, gọi ở đây nó sẽ tối đa rồi đó ha. Rồi thì cho cái cửa sổ này bự xíu luôn, dễ coi cho nó cộng nè. Đó. Rồi như rô cho nó đẹp đúng không? Hiểu chưa? Đó. Nó bể là do gì? Là do cái phần trăm á, 145%, cái nên trừ nhỏ bớt thì nó sẽ không bể. Tại vì đó cái thước nó vượt quá cái 72 á, có 72 bự là nó bể liền ha. Rồi vậy là chúng ta đã làm được tới đây rồi ha. Giờ cơm bò ý gì đó mình làm thêm chữ nó cho nó xong luôn. Chọn chữ T nè tụi con, đánh chữ nè, cơm bò ý đúng không, quét khói nha con. Ctrl T quét khói xong những Ctrl T ha, là nó ra khác nha đúng không. Chọn Avo này cho nó sao, cho nó thanh đúng chưa, mình cần cái phông thanh thoát đúng không. Và ở đây chúng ta cần Ctrl T ha, chúng ta cần cái gì nữa, chúng ta cần không có cần cái sự co giãn là nhiều cho bằng không, được chưa đó. Và chúng ta nếu cần là chúng ta làm được luôn cái này luôn, con thấy đây nữa nó có một cái gì đó chỉa lên đúng không, thì mình làm luôn đây nha. Con không thích thì làm kiểu khác, ở đây này, mượn một cái mẫu để làm tại vì mình mới học đúng không. Thì con vào Windows chọn layer mình thầy nha, đúng không con, layer để làm nha. Thì trên layer này ý nghĩa nó là gì,
nó chứa những gì con làm. Bây giờ con nên tạo lớp mới, thì con muốn làm cái này nè, cái trắng trắng này con phải tạo lớp mới. Tạo lớp mới thì trong Photoshop nó có này create new layer, tạo lớp mới, con này xóa nè, tạo nè ha, biết hai chỗ này trước đi ha, tạo lớp mới nè, đúng chưa? Con muốn xóa nắm cái lớp đó kéo thùng rác nè, xóa nè, tạo nè, xóa nè, tạo nè, được chưa? Hiểu không con? Tạo lớp mới nè, lớp này lớp mấy, tên gì đây con? Lớp mấy? Lớp 3, duplicate cho lớp 3 đặt tên là cái cục đó, mày đặt tên là cái gì? Mày đang muốn làm cái trắng trắng á, đặt tên là cái gì? Cái đó nó gọi là một cái 3 đúng không? 3, 3 là một cái thanh đó. Yeah. Rồi để làm được chuyện đó con lấy công cụ hình chữ nhật nè con. Con vẽ một hình chữ nhật ở đây mình thầy. Có nhiều cách làm á, đây mình làm này đơn giản được chưa? Dĩ nhiên là mình sẽ chọn màu trắng ở đây và mình lấy hũ màu nè. Một số đứa hỏi thầy hũ màu không thấy ở nhà con thấy vậy nè, cái đè chuột xuống đây bung lên đúng không, lấy cái hũ màu đổ vô, dĩ nhiên nó sẽ vô màu gì đó, màu trắng. Còn nếu con để màu hồng như này là nó vô màu gì? Màu hồng đúng không? Rồi dời xong rồi bỏ chọn đúng không. Chúng ta giả sử qua làm xong mà chúng ta thấy nó dày quá, chúng ta nhấn Ctrl+F mỏng là được không? Được không? Được, với điều kiện chúng ta tạo lớp mới ha. Chúng ta không tạo lớp mới là cái này nó đi chung luôn á ha. Mỏng là được rồi, thấy không? Enter. Chúng ta cần cái tam giác để chỉ lên đúng không con? Hiểu không con? Thì chúng ta cũng nên tạo lớp mới nữa nha, nên nha. Hiểu không con? Thì tạo lớp mới thì đặt tên tam giác nè. Tại sao vậy? Từ từ con sẽ hiểu. Nếu con không có lớp mới rất là nguy hiểm nha. Nhìn nè, thầy dùng polygon nha. Thầy vẽ polygon là cái công cụ này nè con. Ha, polygon. Nhớ không? Con đè chuột xuống cái chỗ này nè, nó sẽ bung ra, nhớ không con? Polygon thì phóng to lên cho con dễ thấy nha. Cái này nó nhỏ quá đúng không, kéo này ra đi rồi lít như là đó, nhìn nè polygon nha, nhìn nè, mình có cái tam giác chỉ lên lít đang điểm, tạo lớp mới nha, lít đang điểm, lít đang điểm, lít đang điểm, vậy có phải là mình được 3 điểm không, đúng không? Sau đó mình lấy cái hũ màu mình đổ vô đúng không. Còn nguyên nhân tạo lớp mới là vậy nè, giả sử thầy muốn cái tam giác nó chạy qua chạy lại thì thầy nắm mà kéo đi được không, tại vì bản thân nó đang nằm trên một cái lớp mới đúng không con nè. Nhưng nếu nhưng nếu nó nằm chung với hình khác kéo nó đi chung luôn đó luôn á, hiểu không con? Hiểu vậy rồi xong ha, cần anh trừ cho nhỏ lại. Đó là lý do tại sao con thấy là mình có tam giác. Giờ ví dụ là thầy nói là có đứa nói thầy ơi cái tam giác này nhọn quá, con muốn nó bớt nhọn đi đúng không, thì con có quyền nhấn Ctrl gì con, Ctrl+T con ép cho nó thấp xuống xíu ví dụ vậy ha, con có quyền ép cho nó mập ra xíu ha, Enter. Tại con có lớp mới thì con điều chỉnh nó dễ không? Dễ, còn nó nằm chung với lớp khác là con làm nó đi chung luôn á. Hiểu không ta? Hiểu không? Rồi vậy giờ mình cần làm gì nữa nói nghe coi. Vậy là cái vế bên phải tạm thời chấp nhận tới đây nha. Bây giờ tới vế bên trái. Vế bên trái con đưa hai món bò vô, này là cơm bò đúng không? Thì giờ mình sẽ đi đánh chữ cơm bò, đánh chữ cơm bò đúng không con? Đây thì nó sẽ ra hình ảnh về cơm bò, thì mình thích cái hình nào bỏ vô thôi, ở đây tùy mỗi người ha, con chọn thầy hình coi thầy thì hình nào cũng thích. Giờ thí dụ hình này đi ha, thí dụ đi ha, cho nó đậm đà đúng không, rồi copy rồi internet tab chở qua Photoshop. Giờ nhìn nè, cái lên V dán vô con, gì vậy, gì vậy? Dán bên đây nè, Ctrl V đúng không? Mình đứng đây dán vô hình của người ta, Ctrl T cho nhỏ bớt, đúng mấy đứa. Rồi giả sử đi ha, giả sử con hài lòng với cái góc này phải không? Rồi nhưng mà vấn đề ở đây á, mình cần mấy hình con? Hai hình đúng không? Hai hình. Ồ, con thấy hai hình hay là một hình thôi? Hai hả? Hai hình thì qua kiếm cái nữa nào, ở đây này hả? Nào thì chỉ đây này hả? Nó bị mất đầu mất đuôi không được. Con lấy hình á, con nên lấy cái nào mà nó trọn vẹn á, nào đó là nào, này hả? Nè cái này nó bị mất đầu mất đuôi, thầy mới vừa nói xong. À, hiểu chưa? Không nên lấy những hình đó. Chụp gì ác nghe, chụp nó tập trung vô chính giữa không mất này mất kia của người ta. Hình này thì nó cũng
Tao. Mày hả? Rồi thôi lấy đỡ này đi ha. Rồi, trở lại cái bài của mình. Cái rộng rộng ra, cần nên V dán vô. Rồi mấy đứa nhìn nè. Mình chỉ cần cái khu này thôi phải không? À, dính chữ vô đây ghê. Rồi thì con vẽ như thế này. Dùng máy clip á. Con lấy như đây thôi. Muốn lấy hết hay lấy như đây thôi? Lấy hết à? Lấy như đó thôi à? Ok con. Rồi, vậy con phải nghịch đảo vòng tròn đúng không? Rồi nhấn delete xóa đi thì nó sẽ mất hết ở ngoài ha, bỏ tròn nha con, nên đê. Lấy công cụ di chuyển cho tới cái lùi. À thì mới phát hiện là nó còn đóng như đây à, mình lấy hình chữ nhật xóa tiếp. Xóa tiếp. Hiểu không con? Rồi nên đê bỏ tròn ha. Lấy công cụ di chuyển qua bên đây, đúng chưa? Rồi, nên zero cho nó vừa nó bự ra. Tụi con dễ đọc ha. Thì chỗ này nó hơi xấu nè ha. Thì nó không có ăn với hai cái, nó không ăn với hình kia đó, đó là cái nó thầy sợ, hiểu không? Nếu như con làm một cái tô như vậy thì bên kia con cũng nên làm như vậy luôn, để này qua bên này nè, đúng không? Nếu như vậy bên kia con cũng làm vậy luôn thì nó không có ăn hai hình nhau, đúng không? Rồi bên đây con có lấy hình clip, muốn lấy hình clip con đè chuột đây nè, lấy hình clip nè, chưa? Rồi. Rồi tùy mấy đứa thấy sao đẹp thì cứ làm nhé. Vẽ tới vẽ lui làm sao đẹp thôi. Rồi thì chỉ nè. Đó. Đúng chưa? Lấy như đây thôi ha. Rồi con muốn bỏ xung quanh thì phải làm sao? Nghịch đảo, delete, xóa. Cái gì vậy? Tại vì nó đang đứng trên cái tô này, con delete là nó mất cái tô này, con phải mở layer lên để con hiểu là layer nè. Cái tô mình tắt mắt thử nha. Mình đang đứng tô này đúng không? Cái tô kia phải là lớp này không? Phải không? Thì con phải lấy con chuột á, con click xuống đây nè. Con nhấn delete. Thì nó mới hiểu đây, hiểu không ta? Cái layer quan trọng lắm nha. Rồi bỏ chọn nha. Rồi xong. Bây giờ thì chọn cái layer 4 này thì kéo vô đây. Bây giờ thì đại khái hai tô của mình ngon rồi ha. Rồi mình muốn background gì đó thì mình làm thêm ha. Còn giờ chấp nhận như vậy ha. Rồi con nhìn nào, bây giờ chúng ta sẽ làm cái vòm đan ái như này là được nha. Rồi mời tụi con coi ha. Thì thật ra thì cái này nó là cái vòm thôi, thầy không quan tâm nữa, thầy đóng lại nha. Không có nhìn mẫu nữa, mà chúng ta tự làm luôn, nhanh. Thì để dặn con rồi muốn làm cái gì á, thì phải tạo lớp mới, đúng không con, nhìn nè. Con tạo một cái lớp mới ha, rồi, thầy đặt tên để con hề họ dễ hiểu, một cái vòm. Một cái vòm ha, một cái vòm. Nhưng mà chúng ta làm cái vòm như sau, chúng ta khéo léo nè. Chúng ta lấy hình clip, chúng ta làm đè chuột xuống hình chữ nhật, bung lên lấy hình clip. Chúng ta vẽ vậy thì cái vòm của con đó, nó sẽ chiếm vậy, thầy kéo ra ngoài vậy nè, đúng không? Còn con muốn vẽ ở ngoài vẽ vô đó, để cho nó chính xác luôn, rồi nên trừ đi ha, kéo rộng ra đó, thì con vẽ ở ngoài vẽ vô nè thì con mới vẽ được nó theo ý mình, hiểu không con? Nói lại, nếu con vẽ ở trong đây, vẽ xong con kéo qua đây thì đó là một cách. Còn theo thầy ấy, con nhấn cho nên trừ cho nhỏ lại ha, con kéo ngoài đây kéo vô nè, hiểu không ta? Rồi ha, thì mình làm cái vòm tới đây nha. Rồi bây giờ con nên tạo lớp mới nha, nếu không có lớp mới là nguy hiểm nha. Là nó dính vô cái tô luôn á, hiểu không? Rồi bây giờ đổ màu vô. Thì bài này con sẽ chọn màu gì để con đổ vô. Thì con nên lấy cái ống hút á. Con hút cái màu của gỗ nè. Được chưa? Sau đó con tăng đậm lên hoặc tăng nhạt xuống tùy con. Thì tăng đậm lên ha. Được chưa? Nó đi tông màu á, đi tông xịt tông á, đúng không? Đổ vô. Rồi. Cho nên zero cho mọi người thấy rõ nha, tại vì mình cần, đúng không? Rồi bây giờ nhìn nè, bỏ chọn nha, cái D. Thì cái lớp mà mình làm á, mình tạo lớp mới cho nên dễ xử lý lắm, con phải kéo xuống dưới. Nó hiểu chưa? Thì cái vòm của con nó này nè. Hiểu chưa? Muốn cho nó đẹp hơn. Hay là nói chính xác mình chỉ cần cái khu này thôi. Thì mình làm như sau. À ta, hồi nãy thì đóng bỏ cái bài à, nó nằm ở đâu? Nằm bên đây à, bắt quay lại đúng không? Mình chỉ cần cái này với một cái, đúng không? Rồi nhìn này con, mình chỉ cần ở phần ở, mình chỉ cần phần ở trong thôi, thì mình làm như sao mấy đứa coi là dễ lắm nha. Cái trên trừ cho nhỏ bớt, đúng chưa? Kéo rộng ra để nó có cái chỗ để mình vẽ, đúng chưa? Này vẽ ngoài vẽ vô nè,
con giữ phím cách để con chuột cái hình của con, giữ phím cách, con chưa nhả chuột. Khi con vẽ ra vậy là con chưa nhả nha, con giữ phím cách. Đó. Rồi con nhấn delete đi. Thì nó mất hết, chỉ còn trong cái dành thôi, hiểu không? Hiểu không ta? Rồi. Giờ xong rồi đó, hình nó xong rồi đó, bỏ tròn ha. Cho nên zero cho tụi con dễ thấy nè. Còn một hình nữa thì thầy không có làm. Thầy chỉ copy này ra đổi màu thôi, hiểu chưa? Thầy copy thêm một cái nữa nè, là hai cái. Cái mới copy là cái này. Nó lại muốn copy giữ internet kéo qua là một cách. Cách thứ hai con có thể kéo cái vờm nó bỏ vô trong cái dấu cộng này là không được một cái nữa, hiểu chưa? Giờ mình đổi màu. Muốn đổi màu nó có nhiều cách lắm. Thì trong bài này con học cách đổi màu dễ nhất là con nhấn Ctrl B ha. Hay nói cách khác là con vào adjustment là con chọn Ctrl B nè. Đổi màu đi thành màu cam màu gì đó đổi ha. Đích ở đây một cái, được chưa? Rồi thầy sẽ tăng cái màu vàng lên để cho cái hình nó biến thành màu cam, đúng không? Rồi ok. Thầy Ctrl B lần nữa. Ha, thầy kéo tăng vàng lần nữa cho nó cam lên nhiều một chút, ok. Được chưa mấy đứa? Đó thì con thấy là thầy được hai cái vòm đây, được chưa? Hiểu không con? Còn con muốn cho nó trong á thì con đứng ngay cái chỗ đó đó, con giảm opacity xuống thì con thấy nó trong. Nó nhìn xuyên dưới luôn, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thì tùy mấy đứa thôi, có đứa thích trong, có đứa thích không trong, hiểu không? Con trong bao nhiêu tùy ha, con giảm opacity lớp nào thì lúc đó nó sẽ trong xuống nha. Trong suốt á, hiểu không? Nó nhìn xuyên giống như cái gương rồi đó. Đó. Thì đó là cái điểm nhấn, đúng không? Cái điểm nhấn của cái banner. Đó, người ta nhấn chỗ này, đúng chưa? Rồi, gì nữa không? Anh ta nó tab chuyển qua coi cái mẫu thôi. Đó. Đúng chưa? Đây nó có cái điểm sáng trắng trắng gì đúng không? Đó, cái cách. Lên zero cho nó vừa lại. Đúng không? Thì mình làm như sao cũng muốn có điểm trắng trắng đó thì theo thầy con tạo lớp mới đi. Không tạo lớp mới nguy hiểm lắm nha. Con vẽ một vòng tròn đổ màu trắng vô thôi. Đúng chưa? Đổ màu trắng vô. Nó có thể nó không có hợp với bài của mình nhưng mà kệ, làm để hiểu là nên đeo bỏ tròn. Cái điểm trắng này nó sẽ làm cho cái bài mình nó khô đi, nó thô. Còn giảm cái opacity xuống thì nó nhẹ nhàng thì nó khác, đúng chưa? Hiểu không? Nhưng để trắng nhách nhìn nó kỳ không? Đúng không con? Giảm cái opacity xuống, này số 100 này giảm xuống. Đó thì con thấy là nó nhẹ nhàng, nó giống như có ánh sáng vậy, đúng chưa? Thì tùy, đây là cái nghệ thuật thôi. Có những người lên tê cho cái vòng tròn nhỏ bớt cái gì tùy con nha. Rồi coi như thầy nhá, thầy nét cái bi cái nữa nè, thầy nét là cái bi nè, cái lên tê nè, cho một cái nhỏ nữa, đúng không? Thì cái này nè, thầy tăng opacity lên nếu cần, hay là trắng luôn cũng được, để đây. Đó. Hai cái đó, một cái ít, cái nhiều, tùy. Đó. Thì hai cái này nè, thầy sẽ nhấn shift chọn hai cái đó bỏ ở đây, đúng không con? Rồi giữ internet, copy lên kia một cái nữa. Thí dụ con làm thấy thích những cái này, những cái họa tiết này, thì con làm vậy, hiểu không con? Con không thích thôi, nó có đứa nó thôi. Con thấy rườm rà quá bỏ đi thầy, con không thích đó đâu, bỏ thì tùy bỏ, được chưa? Rồi thầy không có bắt buộc, nhưng mà con trao chuốt thì đẹp nha. Bây giờ thầy vẽ cho con một cái nữa, nó có cái điểm đường chấm 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 nha. Thì thầy vô trong cái hình clip nè, ở đây nó cũng là clip nhưng mà nó là vùng chọn. Còn đây là cái hình clip nè nhưng mà nó là cái hình nha. Thì giờ con coi nha, thầy vẽ nha, rồi nên trừ dễ thấy dễ nha. Nên trừ xong kéo rộng ra nè mấy đứa. Nhớ cái kỹ thuật đó nha. Nè kéo cái ngoài vô. Nè nhớ nè. Đó, con có thấy không? Đó, đó. Thì cái hồi nãy nhớ thầy vừa vẽ là vẽ bằng clip này nha. Hiểu không mấy đứa? Hiểu không con? Chứ không phải cái vùng chọn trên nữa nha. Nhưng mà cái hình này thầy sẽ không cho màu vô thì nó gọi là fill. Fill là màu, thì click vô fill thầy bỏ màu đi. Thấy chưa? Còn ở đây là stroke, stroke là viền, thì cho một cái viền dày thì nói ví dụ như là mấy pixel đó, được chưa? Rồi và nó có một cái đường là đường khuất, click vô đây nè, đường khuất. Đó. Rồi cái nên cộng lên zero coi. Bây giờ trở lại cái công cụ nãy nè, cái đường khuất nè. Màu tô không có nè, đúng không? Viền này thì cho màu trắng đi nha. Độ dày 0.6 có vẻ ít quá, tăng lên xíu rồi đó, thấy không? Đẹp không? Đó. Đúng chưa? Thì mình muốn nhấn nhá chỗ này có thể làm vậy nhưng mà đừng để trắng 100%, con giảm xuống bớt đi. Để nó ăn vô cái bài của người ta. Đó, được rồi đó, nhấn tab dẹp hết đi. Con học cái tab phím tab và Ctrl R bỏ ruler luôn đi. Đó, thấy chưa? Rồi xong. Thì bài này có thể là thầy dừng lại ở đây được rồi nha. Được chưa con? Con muốn làm gì nữa không? Được rồi ha. Được chưa? Có hiểu bài không? Giờ để thầy dừng video đây nha.
Mấy đứa? Vậy là xong banner đúng không? Stop.